Chào mọi người, chào ban giám khảo, phụ huynh và các thầy cô giáo. Mình tên là Trần Mẫn Nhi, hiện tại mình 11 tuổi và đã học tại trung tâm thu nhạc được 3 năm rưỡi. Khi học ở thu nhạc, mình cảm thấy rất vui khi được thầy cô, bạn bè, cả quân khu giúp đỡ. Vì vậy mình rất biết ơn mọi người. Ngoài ra thì mình cũng rất biết ơn ba mẹ. Con muốn nói là cảm ơn đến ba mẹ vì đã cho con học một môn piano, một môn rất là thú vị. Sau đây mình xin đến bài Thanh Xuân của nhóm nhạc Đà Lạt. Mời mọi người lắng nghe và mình mong mọi người hãy ủng hộ mình và hãy vote cho mình số danh 092.